Anh em lưu ý là nhờ xăng mà anh em dùng á, anh em pha ít thôi, pha khoảng vài lít thôi, anh em đừng có pha nhiều quá nha. Pha nhiều quá dùng không hết trong vòng một tháng thì nó sẽ không có đảm bảo được độ nhớt, không có nhớt anh em. Nó pha vào xăng rồi để lâu quá thì nó sẽ không còn đảm bảo được độ tốt nha, anh em lưu ý giùm Thiện. Hoặc là những anh em bị đau lưng chẳng hạn, đau lưng làm về rồi tối thì anh em phải cần một con máy nhỏ nhẹ ha, đó nổ liền ha, đó rất là dễ nổ anh em. Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay thì có một anh khách ở Thanh Hóa ha, anh chốt một cặp ST250 và một anh khách ở Bắc Cạn ha, Bắc Cạn ở trên miền Bắc anh em. Anh chốt một con Hyundai 41. Thì con Hyundai 41 này thì tí nữa Thiện nổ tiếp nổ trước cho anh khách luôn, còn hai con này thì anh khách ở Thanh Hóa thì không cần ha. Thì cái video này thì thứ nhất là Thiện sẽ tiếp nổ cái máy hưu này cho anh khách và anh em mình nghe tiếng máy cho nó vui. Thứ hai nữa là quay show số series cho anh em xem, anh em và anh khách mình xem. Thứ nhất anh em, mỗi con máy chính hãng nha, bất cứ hãng nào luôn đều có số series riêng cho mỗi con máy nha. Đó, anh em để đi, để tin nè, Mu nè, Kawasaki nè, Maruyama nè, rồi thậm chí là Echo, mỗi máy đều có một cái số series riêng dành cho con máy đó. Nên anh em đi mua hàng là anh em lưu ý là chúng ta phải kiểm tra cái số series, xem nó phải là duy nhất không. Bởi vì những con máy nhái nó cũng thường làm số series anh em, nhưng mà nó làm là một số chung, hay một số chung có nghĩa là một số cho rất là nhiều máy, còn ít còn những cái máy chính hãng thì một số chỉ cho một máy thôi ha. Nên đó cũng là một đặc điểm để nhận dạng anh em, nhận dạng được là máy nhái hay máy giả. Rồi thì hai con ES250 này á, thì tí nữa thì sẽ chụp cái số series để cho màn hình luôn cho anh em mình dễ xem ha. ES250 thì số series nằm ở đây, một cái tem dán anh em, một cái tem dán và một cái số là nó sẽ khắc trên lóc này luôn, nó khắc trên lóc này luôn đó. Tương tự con bên này cũng vậy ha, hai con này là một thùng anh em, hai này là một thùng thì cái số series nó cũng gần gần giống nhau ha, một con là 094, một con là 098 đó. Và con hưu này cũng vậy nè anh em, hưu này cũng vậy ha, số series nằm ở đây và số series này nó chung chung với là số series trên thùng nha. Thì cái con Estin này anh em, thì ngày xưa á, thì như anh em thấy là hàng mà từ bên hãng về thì nó sẽ đóng là hai con trong một kiện. Thường như ngày xưa là Thiện sẽ để nguyên thùng để Thiện gửi cho anh em luôn. Nếu anh em nào chút trước mà mua một cặp rồi thì anh em sẽ biết. Nhưng hiện tại ở Pleiku Thiện dịch nó cũng đang căng quá anh em, thì bên chuyển phát bên bưu điện họ không có cho gửi hàng công cơ nữa, nên bắt buộc thì phải cắt thùng ra. Anh em mua một con thì chắc chắn thì Thiện phải cắt thùng rồi. Còn anh em mua hai con thì vẫn phải cắt thùng ra luôn. Thiện cắt thùng ra thì đóng cái đầu nè chung với làm phụ tùng một thùng, cái đầu này chung với phụ tùng thùng, và hai cái con thì đóng chung một thùng, nó tổng cộng là ba kiện nha. Đó, thì hiện tại dịch bệnh nó ở Pleiku thì nó cũng đang bùng cũng khá là mạnh em, một ngày cũng 3-4 ngàn ca, nên bên bưu điện họ không có cho phép là gửi hàng công cờ nữa, nên bắt buộc phải như vậy. Sau này ví dụ như nó hết bỏ cái lệnh đó rồi thì chắc chắn thì sẽ để nguyên thùng để gửi cho nó gọn em, bởi vì gửi mà nguyên thùng như thế gửi bên bưu điện anh em tiền cước nó rẻ hơn nè, mà đỡ mất công cắt xé rồi làm các kiểu nữa ha. Chứ còn mà như thế này nè, tiền cắt ra làm ba kiện này tiền cước nó cao hơn, mà tốn công thì phải cắt ra rồi lại ráp lại rồi bê đủ thứ hết ha, nó tốn công và tốn sức hơn ha. Nhưng nên vậy thì anh em không kể nhân Thiện trong thời điểm hiện tại thì Thiện không có để nguyên cái thùng gửi cho anh em được ha. Thôi thì Thiện cũng xin cảm ơn ha những anh khách này và tất cả những anh em đã đồng hành và luôn luôn ủng hộ cửa hàng của Thiện Văn nha. Đó, xin cảm ơn em rất là nhiều trong thời gian vừa qua nha. Rồi giờ Thiện sẽ lắp cái bắp chuối này vào và nổ thử cho anh em xem, nghe tiếng máy cho nó vui anh em, tích nổ trước. Nói chung cái vấn đề tích nổ này thì anh em nào mà có nhu cầu thì anh em nhờ thì tích nổ, còn không thì thôi. Thật sự nó cái máy mới này nó cũng chả có vấn đề gì đâu anh em, chả có vấn đề gì đâu. Cái này tích nổ thì cho ví dụ như anh em cũng ví dụ như anh em ở xa, anh em không yên tâm lắm thì anh em có thể nhờ thì tích nổ luôn ha, cho yên tâm. Còn thật sự thì máy mới thì hồi giờ rất hiếm, cực kỳ hiếm trường hợp mà nó bị lỗi trục trặc nên có nha, có lỗi có trục trặc là có chứ không phải là không, bởi vì không có gì là hoàn hảo, không có gì là tuyệt đối anh em. Trong vài ngàn con thì nó cũng phải dính một con thôi ha, nhưng mà xui lắm mới dính ha. Rồi giờ Thiện sẽ đổ xăng vào nha. Đây Thiện chuẩn bị một ít xăng ở đây ha, giờ Thiện sẽ pha một tí nhớt vào
Đây. Đây. Anh em lưu ý là nhựa xăng mà anh em dùng á, anh em phải ít thôi, phải khoảng vài lít thôi. Anh em đừng có pha nhiều quá nha. Pha nhiều quá dùng không hết trong vòng một tháng thì nó sẽ không có đảm bảo được độ nhớt, không có nhớt anh em. Nó pha vào xăng rồi để lâu quá thì nó sẽ không còn đảm bảo được độ tốt nha. Anh em lưu ý giùm Thiện. Đó, ở đây khi nào anh em tết nổ thì Thiện cứ pha chung vậy. Chứ pha nhiều quá để ra lâu quá là nó cái nhớt bị mất tác dụng anh em, nó không còn tốt cho máy nữa nha. Rồi. Cho nó đều lên. Và đổ vào nha. Thì hôm qua thì có làm cái video mà so sánh những cái gọi là cái cổ máy ha, gọi là cổ máy của anh Hu và cái tin. Đó anh em thấy thế nào ha. Hàng cái tin và anh Hu nó làm rất là ok đúng không anh em? Đó. Những con máy như thế này á thì thực sự anh em luôn á là những máy chính hãng á, chúng ta cũng không cần lo lắng lắm về phần chất lượng đâu. Bởi vì những máy chính hãng này thì nó thứ nhất là cái thương hiệu của nó rất là lớn ha, nên nó không thể nào mà nó làm máy dởm được đâu anh em ha. Không thể nào là máy dởm được. Nhưng mà anh em thấy con nào nó phù hợp cái mục đích sử dụng của anh em, túi tiền gia đình của anh em ha, và cái sở thích của anh em nữa thì anh em lựa chọn thôi. Có rất là nhiều anh em lựa chọn cái tin vì tiếng nổ nha, nghĩa là sở thích đó anh em, nghĩa là nghe tiếng nổ nó hay quá là múc đó. Cũng có rất là nhiều anh em là thấy con Hu này nó thiết kế thuận mắt hơn nó chẳng hạn, rồi thấy nó thông dụng hơn thì anh em lựa chọn đó. Thì nói chung là anh em thấy con nào nó phù hợp với lại đầu tiên là về phần mục đích sử dụng trước đã, hay mục đích sử dụng. Bởi vì khi mà anh em dùng ở địa hình mà đồi núi chập trùng á, cao và di chuyển liên tục và nó rậm rạp á, thì Thiện khuyên em nên lấy tin ha. Bởi vì nó máy nó nhỏ gọn và nhẹ nha, giúp anh em làm việc nó sẽ thoải mái hơn. Hoặc là những anh em bị đau lưng chẳng hạn, đau lưng làm về rồi tối thì anh em phải cần một con máy nhỏ nhẹ ha, mà vẫn đủ đảm bảo là được độ mạnh để anh em đánh cỏ đánh cước đó cho nó an toàn, thì anh em có thể lựa chọn tin nha. Còn anh em ví dụ như anh em thích một con máy nó mang hơi hướng của Nhật Bản ha, thằng Hu này là đặt nhà máy thằng cái năm của anh em, về cái khuôn mẫu này luôn là ngày xưa là của thằng Jinoat hay sao anh em, thì theo thông tin thì biết là vậy ha, Jinoat đó. Thì nó thiết kế hơi hướng theo kiểu Nhật Bản và nó châu Á hơn ha, thì nó thông dụng hơn. Thì anh em lấy thằng Hu ha, và kể cả thương hiệu thằng Hu thì mà phải tin này, thì nó đều là những thương hiệu nổi tiếng và ở Việt Nam mình rất là lâu rồi ha, nên anh em có thể chọn lựa nha. Đó là về phần gọi là những cái sử dụng ha. Rồi về kinh tế với lên nữa anh em ha, kinh tế với lên nữa, con máy Hu này thì luôn luôn hơn cái tin tầm khoảng 1 triệu đó, thì anh em có thể cân đối nha, cân đối mẫu nào thì anh em sử dụng. Còn nói về chất lượng, anh em thường nói là Thiện ơi, máy Hu hay máy tin ngon hơn cái PX50 hay là 51 ngon hơn, thì thật sự mỗi máy đều có ưu điểm và nhược điểm riêng nha anh em. Mỗi máy đều nhược điểm riêng ha. Thì có rất là nhiều video so sánh rồi, so sánh từ cái gen bích tông rồi xi lanh rồi này là vô e dàn áo nắp giật, thằng thường so sánh rất là kỹ cho anh em mình tham khảo ha, anh em có thể tự đưa ra được kết quả. Chứ còn mà nói Thiện ở đây kêu là máy Hu hay máy tin máy nào ngon hơn thì Thiện không trả lời được anh em, bởi vì anh em hỏi rất là chung chẳng hạn như anh em Thiện về độ ăn xăng của thằng Hu vẽ tin thằng nào nó ăn xăng hơn đó thì Thiện trả lời được, hoặc là cái nông của thằng cái tin và nông thằng Hu thằng nào mắc hơn đó thì Thiện trả lời được ha. Rồi chẳng hạn như là cái máy nào mạnh hơn, máy nào yếu hơn, hoặc máy nào nó bứt tốc nhanh hơn hay là chậm hơn gì đó thì anh em hỏi cụ thể như thế thì trả lời được nha. Cho anh em mà hỏi Hu với tin thằng nào ngon hơn, nó một cái hai này anh em hỏi chung quá thì không có trả lời được hỏi chung thì bỏ tay anh em. Rồi giờ Thiện sẽ nổ máy thử nha, nổ máy Hu ha. Cái tin này thì nổ máy cũng khá là nhiều rồi anh em, anh tiếng bô nếu mà anh em nào mà quen kênh thì anh em nghe tiếng máy tin chắc khá là nhiều rồi đúng không. Nay thì qua máy Hu nghe tiếng máy cho vui nha. Đây thì mở cái bô e ra để tí nữa lên ga cho nó dễ anh em. Đó thì anh em để ý là những cái máy chính hãng hoặc là cầm chí là những máy Trung Quốc mà có thương hiệu, những cái máy Trung Quốc mà không có thương hiệu thì không nói nha. Những máy Trung Quốc có thương hiệu như là Reload, KV hoặc là những máy chính hãng như thế này thì bộ chế của nó đều tinh chỉnh một mức gọi là tối ưu nhất cho anh em rồi ha. Có nghĩa là nó ly khi anh em lên ga không tải á, nó sẽ hơi rần rần là anh em nghe cảm giác nó không có mạnh lắm, nhưng thực tế cái lúc đó mà anh em vô tải thì nó mới là mạnh nhất nha. Chứ thì nói trong rất nhiều video anh em cứ hồi giờ anh em cứ nghĩ là nghe tiếng máy nó phải bốc, phải mạnh, phải nghe, phải đè lỗ tai thì nó mới mạnh, thì thật sự không phải ha. Tiếng ga bốc, tiếng ga mạnh á
thì là tua cái máy nó cao thôi anh em, chứ không phải là công suất nó mạnh nha. À, tua máy cao thì đồng nghĩa với công suất nó giảm nha anh em, cao nó có độ vừa phải thôi. À, ok giờ thì ngồi thử nha, đứng này hơi khó nổ đó anh em. À, trước tiên thì cũng như là tất cả các máy mới khác thôi, à, nhồi vài phát cho xăng nó hít vô anh em, hít xăng vô trước ha. Rồi giờ giật thử nè, đó nổ liền ha, đó rất là dễ nổ nha anh em. À, rất là trầm ấm nha. À, để tắt rồi. Thì em thấy mỗi hãng đều có cái tiếng bô gọi là đặc trưng riêng. À, như chẳng hạn như Kawasaki thì nó sẽ làm tiếng bô rất là êm. Cái máy Kawasaki TG 45 anh em, TG 53 nó còn hơi la tí nha. TG 45 anh em nổ máy lên nghe tiếng bô cũng như máy 4 thì luôn. Bởi vì cái bô nó rất là to. Đây, cái bô thằng Hu thì hình dung cho anh em xem. Nó tầm khoảng 5 phân, dài tầm khoảng 10 phân ha, 50. Đó. Cái bô thằng Kawasaki nó làm to. To kinh khủng luôn, nó làm to gần bằng cái Oppo của thằng Hu luôn em. À, nên nó sẽ triệt tiêu âm thanh đi và tiếng bô của thằng Kawasaki nghe rất là êm. Đó, cái máy Kawasaki mà TG45 á, anh em nào dùng rồi thì anh em biết tiếng nổ rất là êm luôn, êm thích thích luôn á. Đó, còn thằng Hu này thì nó làm tiếng nổ nó trầm và ấm, trầm và ấm nghe có nội lực ha. Cái tin thì tiếng bô nó la làng teng 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 teng. Rồi giờ giật nổ lại thử nha. Đây. À, đây, anh em giật nổ là lưu ý giùm thiện là kéo nè. À, cho nó ăn chó xong rồi anh em mới giật nha. À, nghe rất là lực ha anh em. Đây thì lên hết ga cho anh em nghe là nó tăng 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 nè. Đó, anh em nghe không? Tăng 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 tăng. Đó ha. Thì trong video sau thì sẽ phân tích cho anh em tại sao nó tăng 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 như vậy thì nó mới đúng bài ha, phân tích kỹ hơn cho anh em riêng một video luôn để anh em mình có thể hiểu thêm về cái tiếng mà gọi là tăng 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 nha. Rồi ok, anh em nào mà quan tâm tới hai mẫu máy này thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình thiện hoặc là để lại số điện thoại của anh em dưới phần bình luận thì sẽ điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về mẫu VN01 7TDP20 này cho anh em biết thông tin nha. Anh em xem đi thì một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới anh em sẽ biết và xem tham khảo những sản phẩm bên Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn tất cả anh em video tiếp theo.